khác. Rồi, xin chào cả nhà, trở lại Cô Gái TV nha. Đầu đứng khác. Hôm nay là chiều ngày chủ nhật. Cái đó thì mình đang có mặt ở chi hội Cô Gái tỉnh Long An ha. Rồi đang có mặt ở đây để giao lưu, họp mặt với tất cả anh em tu thủ ở tỉnh Long An. Anh Tư Quốc nay mặc áo đẹp trai của ta, mới đi biển về. Anh Tư lúc nào cũng tươi. Đây anh Hoàng Tuấn, anh Trương Nguyễn, dạ, đây chú, mấy anh em cô thủ Di, thu quá. Buổi chiều thì anh em giao lưu họp mặt lại, nói chung là bàn luận cu gái đồ ha. Lại hôm nay thì cũng có một cái chủ đề chính, đó chính là công bố nhà tài trợ cho chi hội Cô Gái tỉnh Long An để chuẩn bị một cái mùa giải mới năm 2021 ha. Các chú chim của anh em mang đến để giao lưu. Cái đó anh Bình biết đâu không? Ông Khánh Nguyễn Vũng Tàu á. Ủa mới đi quýnh giáp 30D với ổng á. Ây hả? Con ngược đăng đó. Giáp 30D ông Trương mới vô trong kìa. Thì quýnh quýnh cụ ngày đó. À, anh quýnh cao mấy? Cao 7. Cái lục đó ông bán nhiêu tấn? Bán nhiêu tấn? Rẻ mà. Rẻ, ông bán nhiêu tấn? Cái đó rẻ mà. Để bữa nào đi Vũng Tàu đi, anh đi Vũng Tàu đi, em kêu tặng anh cái. Anh bẻ biểu là mới vô đầu tiên, nhưng mà chơi chương trình đàng hoàng, thấy vậy chứ dân là chơi tèo tèo vậy đó, nhưng mà đó chơi ra là đường sông mà tới bán dầu rồi thì cuối cùng cũng bán dầu cũng phục vụ cho người nông dân và hải sản. Nói tao vậy xong được không? Được rồi, vậy cũng xong không? Còn cái giới thiệu có một hai người tới tèo tèo đề nghị vô tay. Hãy về coi tên tuổi đàng hoàng mày. Đồ, mày làm khó tao rồi đó, tao khó quà tao rồi. Giờ có gì không biết làm được. Kính thưa toàn thể anh em, hôm nay là ngày chúng ta tụ họp ở đây để mà chuẩn bị cái công tác cho đại hội sinh vật cảnh của tỉnh Long An. Thì hôm nay chi hội cô gái tỉnh Long An cũng có mời một số anh em rồi các quý vị đại biểu đến đây để chúng ta có cái buổi dự trù. Trước tiên tôi xin giới thiệu là ông Lê Quang Hùng là hội trưởng chi hội cô gái tỉnh Long An. Và rất vui là hôm nay có một cái thành viên mới lớn tuổi rồi nhưng mà rất đam mê chim cu. Xin mời anh bãi biểu ạ. Trong cái cuộc vui nào vậy, chúng ta có được cái này cái kia đã chính là nhờ tài trợ, nhà tài trợ. Và nhà tài trợ của chúng ta ngày hôm nay đó là anh Kim Trung, nhà tài trợ BS18. Đây. Đây. Anh phối ở khắp nơi ở bên nước nhà đang có uống thì nhớ ủng hộ. Rồi thì sau đó tham gia ngày hôm nay thì có là anh Ba Liêu là thủ trưởng cơ quan điều tra an ninh miền của chúng ta. Xin mời anh đứng lên. Và sau đây trước khi khai tiệc em cũng xin mời thầy Lê Quang Hùng, hội trưởng của chi hội Cô Gái tỉnh Long An có đôi lời phát biểu với anh em ạ. Là đầu tiên cảm ơn các anh và các bạn tới đây dự là danh dự của hội cô gái của tỉnh Long An, mà cũng là danh dự chuẩn bị để là góp ý vô phát biểu cái bài của là đại hội sinh nhật cảnh. Cảm ơn mọi người là được dự. Hôm nay thì không có nói những người trước người sau, đặc biệt hôm nay có anh Chính Trung, nhà tài trợ S18
bia này là bia của là Tiệp và Đức, tại sản xuất là tại Sóc Trăng, kỳ này thấy Long An được thì sản xuất tại là Long An ở gần trường đảng, để mai mốt tài trợ để giới thiệu anh Chính, mời anh Chính đứng lên, còn mời anh Chính đứng lên để đứng lên kệ bia thì có nhiều bia, bia là bia trắng, bia đỏ, bia từ từ, bia nào cũng vậy, bia này còn hơn cái bia Tiger. Còn giờ nay uống rồi mới biết, tôi từng uống cái bia ớt 18 đây, mà kể cả bên lúc này nhiều nhà hàng cũng uống, và kể cả trong đó có đám cưới, đám tiệc cũng đặt, giá thành rất là rẻ, nhưng mà chất lượng là như vàng, uống không nhức đầu, uống không phát nước, uống về vợ con vỗ tay. Còn đây tiếp nữa, còn mấy anh em hội tới đây là rất mừng, trong đó giao chú Quốc nói rồi, để chuẩn bị cho góp ý để bài phát biểu của chi hội cô gái tỉnh Long An, thấy tèo tèo có bằng khen của là hậu sinh vật cảnh của phía Nam, báo cáo mấy anh tèo tèo có nghệ nhân trong đó của anh khác. Thăm rồi cũng biết rồi, còn tôi tèo tèo cũng có, nhưng mà thôi cố gắng giữ danh hiệu này, giữ phát huy, giữ truyền thống, giữ đoàn kết, giữ đam mê những cô gái Nguyễn Thị Tốt. Kỳ này nếu đi đi Vũng Tàu, tôi cố gắng sắp xếp để tôi tặng mấy con cô máy ba dòng máu Thái Lan, Việt và Malaysia để cho tiền thắng. Còn hôm nay đáng lẽ nói sớm là năm nào cũng vậy, mà lúc nào cũng là thả cô về tự nhiên, mà mấy đứa em từ Gia Lai, Công Tâm, từ Nha Trang, từ là ở đâu cũng về, từ miền Tây cũng về, đặc biệt là có cô thủ là cô Giống Hân đã là Phong Điền của Cần Thơ, mà trong Việt Kiều mà cũng vậy không, đặc biệt là hôm rồi đấu cô mà của anh Tuấn cho cặp Malaysia, mà anh Quốc với mấy đứa tụi đi trong đó có chú Tuấn đi ra ngoài ai cũng vỗ tay, của ích lòng nhiều, tấm lòng của biển muôn vàng tình được yêu. Tôi mong rằng những người chơi đam mê phải đoàn kết, thương nhau và chia sẻ, đừng bao giờ lên mạng nói tầm ruộng đâm ra phiền. Khoan bác Mười, chi hội cô gái của tỉnh Long An à, thì hôm nay tôi cũng xin ra mắt quý anh và cũng là cảm ơn quý anh hôm nay vì giữ là con mặt đầy đủ hết, mà tôi mới thấy cái bia này nãy tôi ớt 18, tôi tưởng là cơ quan an ninh điều tra đâu đây, tôi ớt mới cần tôi cho cái ớt 18 tôi giật mình à, cơ quan điều tra mới ớt quá mời đây. Nhưng mà thực tế không có nói gì đâu nha à, nếu anh chị nào ở đây mà rảnh á chút về ghé tôi mời uống cà phê chứ à, cậu tôi là cô gái nghệ thuật chứ cô gái tôi là không có tranh tài với ai nổi đâu á, nghệ thuật thôi, cô vừa hồn chó không hả ừ à, mà trong đó có 10 con cô của 10 hồn chó khỏe không chuẩn bị là xin 10 con nữa à. Nhờ cha này nói cái là mới bước vô nó chờ 10 con là 10 triệu à. Tiền tôi cho à, thì tôi mới nói cho bà biết nghe, tôi là cô gái nghệ thuật, nhất là cô tôi nó đặc biệt, chỗ tôi mà đừng bà lại rồi nó thấy con gái dữ lắm. Anh nói cái vụ đi làm pháp vậy tiếp là cho nên bây giờ là bữa nào anh em mấy anh có rảnh là mình chút cũng được đó, mời lại tôi uống cà phê, tôi là cà phê nữa cũng giống như đây là cà phê mà rộng rãi lắm. Dạ, cái chỗ của thầy Ba Dữ đây là chỗ cà phê điểm hẹn đó anh ơi. Thì tôi biết là tôi đang xem bà má. Mời xem chị đợi đồng đó anh em nghỉ cho anh em. Tôi rất vui. Lần đầu tiên được năm giữ cái là chim cô gái bây giờ tôi sẽ đóng góp một điều để là gì mình vui vẻ. Mình xả, cái tiệm. Tay đi. Dạ, tôi đưa tiền. Cái đó, cái
di động này cũng phải có 10 buổi nhưng mà nó bán lẻ này ở tại Long An hết 18. Còn nguồn gốc của nó thì chỉ có sản xuất từ 18 mà một số quán từ hãng bia của ở Sóc Trăng của Sài Gòn mua lại. Thì đây đang thử này nhưng mà chuẩn bị về cái bia chủ yếu nữa là sản xuất tại Long An, tức là hồ Khánh Hậu của Long An. Nhà máy này sản xuất khoảng 4.000 tỷ, gỗ lớn nhất trong toàn quốc. Là bia này nguồn gốc của nó đó là công nghệ thuộc công nghệ Đức và công nghệ Tiệp. Nó được lúa mạch, trong này là lúa mạch 100%. Bông bia rồi chập từ Tiệp cả. Báo anh đi. Về chất lượng đó thì hôm nay đã nói rồi. Thì ngon mà bổ mà rẻ mà cái nữa là an toàn. Làm mày con hai trò mày phát biểu con qua mày. An toàn có cái này nói là đã đó là không nhức đầu và không nghe nóng và đảm bảo đường ruột. Và con có căn cây nữa là uống hoài nó không có say. Uống hoài nó không có say. Uống hoài mà không say hao lắm nhiều thôi. Đậu ơi, đậu mai mình bên chúng ta đang uống trong này có 3 thứ. Tức là 4 đồ rưỡi, 4 đồ 7, tức là đỏ là 4 đồ 7, còn bữa kia 4 đồ rưỡi. Và một cái loại BBT kia là 4 đồ 3. Nó có mấy cặp cái sắp nhất con BBT này được đăng ký sản xuất tại cái nhà máy Long An mình rồi. Đó là đang khởi công cái đợt tháng 9 này, 2 tháng 9 này kia khánh thành cái nhà máy này. Đó, còn máy này đang rất nhiều mà tất cả ai nhậu được quay mà phát có hai loại, cái hai loại tiên có 2 phần 2 nhưng mà 2x18 nhau thì chỉ có cái độ và cái vị của cái đỏ nó ấy hơn chút xíu đậm đà bản sắc dân tộc. Mời các anh hấp thưởng thức thử xem rồi có ý kiến cho ý kiến. Rồi ok rồi, xin rồi, chúc mừng vô cái nè mở cái này bỏ nuôi gà luôn đi con. Rồi tôi giao cho đại lý hiện tại thì có 200 và 220. Quay gì quay cua quay con cái gì vậy? Tới giờ anh ăn hả? Thì anh Lê Quốc đang bàn nghiên cứu ví dụ mà đẻ mướn đó, đúng không? Ví dụ anh thuê thương là một tháng là 1 triệu. Thuê cái gì? Thuê con cua mái. Ừ rồi, nói rõ ràng. Lên clip rồi đó nè. Thuê cua mái của ông Trương 1 tháng 1 triệu. 2 tháng về cho nó đẻ liên tục. Con được 6 tấn rồi ông ơi. Chính vậy là con cua mái đó. Sao làm được 6 tấn rồi vậy? Ai đồn, ai đồn, không mà lại con đồn. Thì có người đồn gì đó. Tâm quét cho nên nếu mà anh Tư mà trong vòng 2 tháng trả lại con máy còn một xương luôn mà đẻ xước đẻ xước luôn đó mỗi một chị tôi nhà nội có người dân dân tộc mà đây tới Bến Lức chú sản xuất uống bia này ngon quá ngon chất không. Ê, xong chuyến này là anh Nhân kiếp đồng phân phối luôn đó chứ anh. Em ở Tân Tập.
Phạm Phan Tấn Mỹ, cái tên nhà hò quay sát 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 vô có râu rồi. Mỹ năm nay rất là vui vì Mỹ có con trai. Đúng rồi, quỷ thoại nói chung là vui thì vui lâu rồi nhưng mà nay vui hơn nữa đó, chứ nó phải nay nha. Đẹp chứ tiền nào dạ. Sao xỉn rồi, chưa mới tới mà xỉn rồi. Ngày 8 tháng 3 mình lên Bến Lức chơi bắt 10. Hội cô gái tặng cho mình một con cua ma lai. Dạ. Rồi đứa chơi tặng ma lai tặng lòng như mày. 28 chứ không 18 nhỉ? 28 tặng ma lai không tặng lòng như mày, trả lòng à. Ai mốt mày tập ra đi gác chờ. Tặng ma lai không có tặng lòng nha. Tao đổ không phải tao cho chứ phải bán buôn gì đâu. Rồi. Rồi.